Sau đây là tin tổng hợp OFA ngày 1 tháng 7 năm 2024. Sư Thích Minh Tuệ mất tích gần 20 ngày, gia đình trình báo công an. Ông Phạm Nhật Vượng lập công ty mua bán cho thuê xe điện. Cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết sẽ hầu tòa ngày 22 tháng 7. Cựu giám đốc công ty Thuận An được tại ngoại sau 13 năm bị tạm giam. Ông Lê Anh Thình, em trai Sư Thích Minh Tuệ trong ngày 1 tháng 7 cho RFA 2. Gia đình ông trong ngày 30 tháng 6 đã gửi đơn trình báo đến công an tỉnh Gia Lai nhờ tìm kiếm anh ông đã mất tích gần 20 ngày. Gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều Phật tử yêu quý ông Thích Minh Tuệ, Lê Anh Tú trong nước và quốc tế nói chung đều đang rất hoang mang, lo lắng. Một nhà quan sát về Phật giáo ở trong nước không nêu tên vì lý do an ninh nhận xét. Số phận của Sư Thích Minh Tuệ cũng như những đồng tăng đang chung chênh vô định trong sự quan sát của nhà nước vô thần và họ cũng gần giống với số phận nhà nước Việt Nam với bản chân đang sắt lằn ranh của danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo CPC và rất nhiều tổ chức nhân quyền và các chính sách đang đợi xem Việt Nam sẽ làm gì với những người tu tập tự do này. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào ngày 1 tháng 7 công bố thành lập công ty mua bán xe điện cũ và cho thuê xe điện có tên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF vì tương lai xanh. Truyền thông nhà nước nhận định đây là nước cờ mới của ông Vượng nhằm đối phó với làn sóng xe điện của Trung Quốc đang tràn vào thị trường Việt Nam. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, cùng 50 đồng phạm vào ngày 22 tháng 7. Ông Trịnh Văn Quyết bị xét xử về các tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có gần 100 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết có 4 người. Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Khang, 65 tuổi, giám đốc công ty phát triển công nghệ Thuận An, trú tại Bắc Giang, người đã bị tạm giam suốt 13 năm để điều tra về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Nhà nước gọi đây là trường hợp tạm giam dài nhất trong lịch sử tố tụng của Việt Nam. Luật sư Hoàng Kim Minh Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc tạm giam ông Khang kéo dài đến 13 năm đã phản ánh sự thiếu hiệu quả và nhiều vấn đề phải xem lại trong việc thu thập và đánh giá chứng cứ của các cơ quan tố tụng.